Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 5 tháng 10. Hôm nay là ngày gì? Ngày 5 tháng 10 là ngày Nhà giáo thế giới. Ngày 5 tháng 10 cũng là ngày truyền thống của lực lượng tăng thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày sinh của ai? Ngày 5 tháng 10 năm 1921 là ngày sinh của Phạm Duy. Ông là nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc. Ông được nhiều người đánh giá là nhạc sĩ lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam với lượng sáng tác đồ sộ, cũng như đa dạng về thể loại. Trong đó có rất nhiều ca khúc trở nên kinh điển và quen thuộc với người Việt. Nhạc của ông thường sử dụng những yếu tố nền tảng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những kỹ thuật cấu trúc của nhạc Hàn Lâm Tây Phương, tạo nên một phong cách riêng với nhiều tác phẩm lớn có tính đột phá. Cũng vào ngày này năm 1975 là ngày sinh của Kate Winslet, nữ diễn viên người Anh. Cô được mọi người biết đến với khả năng diễn xuất đa dạng, trong đó phải kể đến vai diễn để đời của cô trong bộ phim Titanic năm 1997, giành đến 11 giải Oscar. Cũng vào ngày này năm 1993 là ngày sinh của Chanathip Songkrasin, cầu thủ bóng đá người Thái Lan. Ngày mất của ai? Ngày 5 tháng 10 năm 1887 là ngày mất của Đinh Công Tráng, lãnh tụ khởi nghĩa Ba Đình trong phong trào cần vương chống Pháp ở cuối thế kỷ 19 tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 10 năm 2011 cũng là ngày mất của Steve Jobs, doanh nhân người Mỹ, ông đồng sáng lập công ty Apple và Pizza. Ông là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính. Năm 2005, Steve Jobs tiết lộ bị ung thư tuyến tụy. Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Steve Jobs tuyên bố từ chức tổng giám đốc điều hành của Apple. Ngày 5 tháng 10 năm 2011, Apple loan tin Steve Jobs đã qua đời ở tuổi 56. Sự kiện. Ngày 5 tháng 10 năm 1905, anh em nhà Cry lái chiếc Cry Flyer 3 trong chuyến bay lập kỷ lục thế giới mới với 24 dặm trong 39 phút. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.